Những ngày qua, nông dân huyện đảo Lý Sơn đã bắt đầu ra đồng thu hoạch tỏi. Bà con tranh thủ thu hoạch dần những luống tỏi vừa chín tới để bán được giá trước khi thu hoạch vụ đại trà vào tháng 2 âm lịch. Năm nay thì thu hoạch tỏi đầu vụ đạt năng suất cao, giá thu mua tỏi cho nông dân tại chỗ cũng cao hơn so với năm ngoái. Trên các cánh đồng tỏi xã An Hải, An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, nhiều luống tỏi đã bắt đầu chín rộ. Hiện thời tiết trên đảo nắng nóng, nông dân đã bắt đầu ra đồng thu hoạch dần các luống tỏi. Bà Nguyễn Thị Trường cùng người nhà tranh thủ thu hoạch dần những luống tỏi đã chín. Sau 4 ngày, bà thu hoạch trên gần 100 kg tỏi và bán hết trong ngày. Với năng suất này, hai sào tỏi của gia đình bà dự kiến cho thu hoạch hơn 600 kg tỏi cho vụ năm nay. con tỏi nó đã hàng năm ngối, tỏi hàng năm ngối. Năm ngối nó mắc quá, mà năm ngối là mắc nó kêu lịch sử luôn mà. Là năm nay thì nó cái rõ nó cũng bình thường chứ năm ngoái là mắc 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 lịch sử luôn sao mà mà giá được còn giá thì sao gió thì thì ăn giờ thì nó còn là năm mà xa này thì mấy không biết chứ bán nhau trước là bốn ba hoặc có 10 cả Năm nay, huyện đảo Lý Sơn có hơn 310 ha tỏi vào mùa thu hoạch. Theo ngành nông nghiệp huyện Lý Sơn, niên vụ này nông dân trồng tỏi gặp khó khăn do sâu bệnh, phát sinh nhiều chi phí đầu tư. Tuy nhiên nhờ thời tiết khá thuận lợi nên năng suất vụ tỏi vẫn đạt cao, tăng 30% so với niên vụ trước. Nhiều ruộng tỏi cho thu hoạch từ 300 đến 500 kg mỗi sào. Giá tỏi vào đầu vụ cao, giao động từ 50 đến 80 ngàn đồng một kg, nên nhiều nông dân đã thu hoạch sớm trước khi thu đại trà đầu tháng 2 âm lịch. Cũng có cái tình hình sau bệnh nó cũng có xuất hiện. À, tuy nhiên thời tiết trong cái thời điểm à, cây tỏi nó đang cái tổ cũ đó, thì nó có nó có thuận lợi hơn thì uh, chắc chắn rằng năm nay là cái uh, mùa tỏi thì Lý Sơn sẽ đợt hơn uh, mỗi năm. Thì uh, dự kiến là khoảng uh, sản lượng khoảng khoảng 60 đến 70 tạ trên hết thôi. Vài chục năm nay, tỏi, hành là cây trồng chính mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho nông dân Lý Sơn, chiếm 70% sản lượng nông nghiệp của huyện đảo. Thu hoạch tỏi đầu vụ đạt năng suất cao là tín hiệu mừng cho nông dân huyện đảo Lý Sơn với cây trồng truyền thống mệnh danh là vương quốc tỏi.